Chào tất cả các cô chú, các anh chị và các bạn. Thì hôm nay nhóm phụ nữ miền Tây của chúng em đang có mặt tại nhà của cô chú Chính Sang để mà trao tặng một phần quà đặc biệt của chị Dana Trần gửi tặng cho hai vợ chồng của anh cô chú. Thì được biết là gia đình của cô chú có hoàn cảnh rất là khó khăn. Dạ giờ thì mời các bạn vào nhà nha. Dạ con chào chú. Chào cô. Con chào cô. Dạ. Thôi mình đi vô nhà luôn. Mình vô nhà nha chú. Cho con hai cái ghế nha, tụi con ngồi ghế này được rồi. Dạ. Chào em nha. Dạ. Gia đình mình được 4 người ha cô chú. Dạ rồi, con cảm ơn chú. Em ngồi luôn nha. Rồi. Dạ. Em tên gì? Dạ em tên Kim Anh. Dạ. Em tên gì? Kim. Dạ. Kim Yến à. Kim Anh, Kim Yến tên đẹp quá. Bao nhiêu dạ. tuổi rồi? Dạ, em 11 tuổi. 11, còn dạ. Kim Yến? Em 6 tuổi. 6 dạ. tuổi. Dạ, cô thì cô bệnh sao vậy cô? Bệnh ung thư vú. Dạ, ung thư vú. Dạ rồi, mình có đi suy thận, mình đi khám thì bác sĩ nó có giấy, bác sĩ có đưa cho mình giấy tờ gì không cô? Cô cho con coi. Dạ. Dạ đây là giấy ra viện của cô hả cô? Cái này là mình mẫu vú. Mẫu vú. Dạ đây. Dạ. Thì con có biết là em cũng bị tiểu đường rồi cô? Bị tiểu đường. Dạ, cho con gửi. Dạ, đây là phiếu xét nghiệm. Chẩn đoán là cái gì? Đái tháo đường phụ thuộc insulin. Đường của em là bao nhiêu? Cái mới nhất là bao nhiêu? Cái mới nhất là 1.15 à, là Kim Anh ha. Ủa sao bé mới có ba lớn mà lại bị tiểu đường đó luôn? Không biết. Không biết được luôn ha. Dạ. Nó thấy nó càng ngày càng ốm đó. Rồi đi để con đi thử, chứ nó uống nước nhiều. Rồi đi thử thì nó bị. Dạ, gia đình mình có ai có bị tiền sử tiểu đường không cô? Có cô. Dạ, dạ thì con cũng được biết hình như là tiểu đường nó có di truyền. Dạ. Không ngờ nó nhỏ quá. Dạ. Mẹ nó thì ung thư vô chắc 6 lần. Dạ. Tóc của con cũng bị rụng đúng không con? Có bị rụng hết trơn. À dạ. À, cô bị như vậy á, mỗi lần đi lên trên kia vô quá chắc là cô đi ở đâu? Cô đi ung thư vú. Trung tâm ung bướu. Trung tâm ung bướu. Ở Sài Gòn. Dạ. Bao nhiêu lâu thì cô đi một lần hả cô? 3 tuần cô đi một lần. Dạ. Có nghĩa là tháng nào mình cũng phải đi hết. Đi 2-3 ngày mới về. Dạ, chi phí điều trị của mình chắc cao lắm hả cô? Thì cao mà nhờ có bảo hiểm còn 2 triệu mấy. Dạ. Thì hơi to. Dạ. Còn em đây là bị tiểu đường như vậy đó là phải điều trị ở đâu cô? Ở bên An Giang Khoa Nhi. Dạ, Khoa Nhi. Dạ. Rồi giờ em còn đi học nữa không? Dạ, không, không nghĩ. Vậy là em học lớp mấy rồi? Dạ, em lớp 6 rồi. Là đang học giữa chừng rồi em nghỉ luôn. Yếu quá rồi, đi không nổi. Dạ. Mắt không có thấy được. Dạ. Mắt em nhìn rõ không? Nhìn rõ không? Lúc rõ lên hả? Đường á, bây giờ thì được. Lên đường thì nó nhìn tàn là màu, cũng không có gì chứ. Dạ. Cho nên chạy xe đạp mình nó sợ nó cọ vạt đụng chạm á. Dạ. Thì cho nó nghỉ. Chú thì ở nhà chú làm gì hả chú? Buôn bán vịt gà vậy thôi. Dạ. Nhà này của mình là của mình luôn hay sao chú? Này mình mướn. Dạ nhà mướn. Vậy trước đây chú có nhà không cô chú? Cô lúc trước có mà hồi vợ bệnh đó rồi không có bảo hiểm đó. Dạ. Rồi bán luôn rồi. Dạ. Bán nhà luôn rồi cô chú về đây sống. Dạ. Vô đây tạm mượn cũng như 2 năm với người ta vậy đó. Dạ. Vậy là quê của cô chú ở đâu? Ở Cà Đăng. Cà Đăng. Dạ. Rồi giờ về đây sống. Dạ. Rồi bán ở ngoài rồi về đây mượn nhà có như người ta cho mình mượn. Thì 2 năm mà đều mình lập lại là 14 triệu. Dạ. À, ta không lấy tiền hàng dạ. năm. Cái em đây là bây giờ còn đi học, bây giờ bình thường không có dạ, gì hết đúng không chú? Dạ. Còn chú thì ở nhà làm vịt gà. Dạ. Còn nhà thì có hai người bệnh là cô Thúy đây với lại em Kim Anh. Dạ. Dạ. Một mình chú vừa phải lo gian trải cuộc sống bình thường dạ, rồi phải lo thêm đó. Tiền bệnh của em với lại cô nữa. Thì càng ngày càng thâm thủng đúng không? Dạ, vất vả quá. Dạ, lúc trước giờ là mình khá không hả chú? Khá, lúc trước tôi lo vịt. Dạ. Còn cái bản kỷ niệm. Dạ, cô giữ, chú giữ cái bản lại. Bị suy sụp, lò dịch nó bị sụp một cái, hay quay ra vợ con bệnh hết vô. Dạ. Ừ, cô bệnh năm nay là bao nhiêu lâu rồi hả cô? Cô bệnh cũng mấy năm rồi. Dạ. Rồi bây giờ nó có bún lại đó. Dạ. Bún chuyển qua bệnh ung thư. Nhỏ 12 dạ. Rồi nó
căng qua đó, mới bị ung thư. Dạ. Rồi mà mỗi lần đi như vậy đó về thì cô thấy có khỏe hơn không? Về đúng lắm. Dạ. Ừ. Ngoài đó cô đi có ai đi chung với cô không? Đi nhà có ông này với con không ạ? Đi ngoài mượn bà chị đi một mình luôn. Ngoài tiếp. Dạ. Rồi xong rồi cái nó còn mới vô thuốc chưa có mệt. Dạ. Về tới đây rồi bắt đầu mới đuối nằm. Dạ. Thấm thuốc. Nằm một tuần lễ rồi mới đi. Dạ. Còn cái căn bệnh này là cô cứ đi vậy hoài à? Thì bác sĩ có nói là sẽ điều trị được hết hay là như thế nào không cô? Điều trị được mà với điều kiện là 5 năm lâm đây. Dạ. Thấy rồi qua xạ trị xong rồi mới qua lãnh thuốc hết. Dạ. Mình xạ trị trong vòng bao nhiêu lâu hả cô? 6 lần xạ trị nữa. 25 lần. Dạ cô làm được bao nhiêu lần? Mới vô xạ trị quá chắc à? Mới qua này về nó kêu xin tiến triển. Dạ. Bắt đầu vô xạ trị là 25 lần. Dạ. Còn em đây thì bây giờ là không có cho nó đi học nữa. Vẫn đi lãnh thuốc bệnh viện cho nó. Dạ. Rồi khi nào mà nó bớt thì cô chú có định cho em đi học lại không? Tại vì mới có lớp 6 à, còn nhỏ quá, tội nghiệp đó. Muốn lắm chứ mà năng đi học. Con cũng nghe nói là nó học giỏi lắm. Nghe bên chính quyền địa phương đó, thầy cô nói là em nó học giỏi lắm. Cho giỏi. Nghĩ thì ổn. Dạ. Mà điều kiện khả năng trong gia đình, nó người lớn trong gia đình phụ tiếp, bây giờ mình nên trong ngoài tôi lòng sẽ. Dạ. Nhiều khi tôi đi nó mới coi như thế này, lo cơm nước cho những em bây giờ hy sinh nước. Dạ. Cho nhau hay đi học. Dạ. Em không nghĩ. Dạ. Tội nghiệp quá. Nhà mình là chú về đây ở là bao lâu rồi chú? Hồi tháng 4 âm lịch tới giờ. Tháng 4 âm lịch. Tháng 4 dưới ạ. Dạ, là nay cũng tháng 11, bước đầu tháng 12 rồi. Dạ. Dạ, cũng 6 tháng, 5-6 tháng rồi. Ở Kim Anh có muốn đi học lại không? Dạ, có. Có hả? Thích đi học không? Dạ. Dạ. Bạn bè có rủ em đi học nữa không? Dạ, có. Có hả? Rồi em nói với bạn bè làm sao? Gia đình em khó khăn, không đi học được. Ờ, vậy đó hả? Cũng muốn đi học lắm đúng không? Rồi bao lâu rồi em đi bệnh viện một lần? 5 ngày. 5 ngày hả? Ngày nào cũng phải đi hết hả? Rồi xuống dưới là em uống thuốc hay là có chích thuốc không? Dạ có. Xét nghiệm. Có hả? Xét nghiệm mà. Đau không? Có đau không? Dạ cũng có. Thôi đừng có buồn nha. Cố gắng là nha. Mình giảm đường lại, ăn ngọt lại nha để có sức khỏe hơn nha. Em hạn chế đồ ngọt với đồ có tinh bột nhiều nha. Cũng tội nghiệp em đó. Mới lớp 6 rồi cho nó nghỉ thì nó cũng đuổi thân lắm. Dạ. À, tụi con đến đây gặp cô chú cũng như là một cái duyên á. Tại vì đến cũng lần này lần thứ 3 rồi mới gặp cô. Dạ. Tại vì lần đến lần nào thì cô cũng đi khám bệnh hết. Giờ tụi con cũng muốn hỗ trợ cho gia đình cô một cái số tiền của Mạnh Thường Quân, đó là cô Dana Trần gửi cho gia đình của cô chú nha. Thì số tiền là 2.1 triệu, thì con cũng xin đại diện cô Dana Trần gửi cho cô chú luôn. Chúc cho cô chú có nhiều sức khỏe nha. Con rất là thương cô với em. Dạ. Vợ chồng tôi rất cảm ơn. Dạ. Thấy em nó tội nghiệp á, nó mới con ba lớn mà nó tiểu đường, nó cũng thua sút bạn bè đó. Tụi cô chú cũng ngán quan tâm đến em nó nha. Tụi dạ. Cô cũng ngán đi điều trị để hết bệnh sớm nha cô. Em có thương chị không? Kim Miến có thương chị không? Có gán là hứa học thiệt giỏi để sau này giúp đỡ lại gia đình mình không? Chị đã hy sinh để mà giúp đỡ để cho Kim Miến được đi học thì Kim Miến phải biết thương chị nha chưa? Rồi, đừng khóc nha, ngoan nha. Rồi, vậy chị với chị ăn đi nha. Dạ, con chú con đây nha. Cảm ơn các Mạnh Thường Quân giúp đỡ. Rồi, dạ. Nhóm phụ nữ miền Tây xin đại diện cảm ơn cô đây đã trần nhiều vì đã giúp đỡ cho gia đình của cô chú. Chúc cho cô nhiều sức khỏe và thành công nha. Nếu có dịp thì tụi con sẽ đến để giúp đỡ cho cô chú nữa nha. Nếu mà mình có duyên gặp lại. Dạ. Rồi tụi con đi nha. Dạ.